Wow, các bạn có thấy màu gì màu xanh xanh không mọi người? À? Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Nhà cũ của mình nè mọi người ơi, lâu lắm rồi mình mới trở về nè. Thăm lại những con bọ cũ hồi xưa mình bắt được nha mọi người. Hồi xưa mình bắt được những con bọ hiếm rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem và sẽ đem những con bọ hiếm này qua nhà mới nha. Còn một số ít thì chắc là mình sẽ đem đi bán mọi người. Có những con Lusuri đồ nữa nè, chắc là đem đi bán luôn mọi người. Còn mấy con không hiếm gì hết trơn ấy, mình sẽ để là những con hiếm thôi nha. Rồi, ở đây thì có 4 bảng. Ở phía trong nhà của mình còn có nữa. Đây, ui, mấy con bướm nữ hoàng nhiều không mọi người. Mình bắt bướm nữ hoàng nhiều lắm luôn á. Bên đây còn một mớ cá đó nè, mà mình chưa có sắp xếp lại luôn á. Mình cứ quăng đó thôi mọi người. Rồi, vào nhà mới của mình nha. Thì mình sẽ mua thêm vài cái bảng nữa để decor ra nha mọi người. Đây, hiện tại thì mình mua mấy cái bảng hết 28, gần 29.000 tiền. Mua luôn để bữa mình sẽ trưng những con bọ mới của mình ở đây luôn ha. Cho mọi người vô nhà mình chiêm ngưỡng luôn. Đây, bọ hiếm rất là nhiều nha mọi người. Ếch đồ quá trời này, mấy con ếch này thì năm sau mọi người mới bắt lại được nha. Chứ năm này thì ếch tuyệt chủng rồi. Nhà phát hành không cho ếch xuất hiện nữa rồi mọi người ơi. Qua năm sau từ tháng 1 tới tháng 8 thì phải. Và mình đã bỏ ra hết rồi nè mọi người. Ui là trời, quá trời luôn. Quá trời luôn anh. Chắc là mình nhiều nhất là con bướm nữ hoàng đó mọi người. Lại con bọ kiềm kiềm vàng ha. Ui con này bây giờ các bạn kiếm hiếm lắm nha mọi người. Không có luôn á. Rồi chắc là bữa nào mình sẽ lọc nữa. Còn hôm bây giờ thì mình sẽ đi bán nha. Những con côn trùng còn lại nè. Bây giờ mình bán một mớ này thì cũng khá là nhiều đấy. Giàu luôn đó mọi người. Đừng có giỡn nha, đừng giỡn nha. Lần đầu tiên thôi là 26.000 tiền rồi nè mọi người. 26.000 tiền. Hồi nãy mới mua mấy cái bạn hết 28.000 thì bán xong là quỳ vốn luôn. Rồi những con ếch này mình sẽ để lại những con ếch cay mắt đỏ nha. Mấy con này hiếm lắm, bữa sau bắt khó lắm nha mọi người. Ơi bây giờ còn 25.000 tiền bán đi luôn nha. Rồi xong hết 25.000 tiền. Tiếp theo nữa là 7.900 tiền nè. Mình sắp xếp đi. Rồi 98 con nữa. Rồi xong. Ui, mình bán trong được là ba mấy 40.000 nha. Ba mấy 40.000 tiền đó mọi người, xong rồi đó. Ui, nhanh gọn lẹ luôn. Và hôm nay mình quyết định cắm ở khu cắm trại một ngày, có thử là mình sẽ bắt được tắc kè hoa không nha mọi người. Tắc kè hoa này nghe nói là mọi người đã bắt được rất là nhiều luôn rồi. Nhưng mà tại sao mình không thấy nó các bạn ơi? Mình sẽ đi bắt hết tất cả bọ trên đây luôn, cho đến khi nào con tắc kè hoa này xuất hiện nha mọi người. Xem thử là ngày hôm nay mình bắt được tắc kè hoa không nha. Đây là vị trí đầu tiên mà tắc cây hoa sẽ xuất hiện nha mọi người ơi. Trên cái cây này nha, mọi người nhớ để ý nha. Ngay cái con dốc đi lên cái thác đây nè, thì các bạn để ý cái cây này cũng hay xuất hiện tắc cây hoa lắm luôn. Vị trí tiếp theo đó là các bạn chạy tới mấy cái ổ ở chỗ thử thách ấy. Ở chỗ thử thách đó mọi người. Ui sao bạn kia không có tên luôn vậy. Bạn này cũng không có tên luôn nè, ảo thế nha. Rồi chỗ đây nha mọi người ơi, những cái ổ đi nè, thì nó cũng hay xuất hiện như chỗ đây lắm nha mọi người. Ủa con gì vậy? À con bọ này bọ trên đi thôi mọi người. Vị trí thứ tư đó là ngay chỗ leo tháp nha mọi người ơi. Những cái cây này nè ha, thì nó cũng thường hay xuất hiện những cái con bọ hiếm lắm luôn á. Như là bọ kìm kìm vàng nè,
Rồi cũng có thể là nó xuất hiện tất cả hoa đó nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt hết tất cả các con trùng ở trong khu cắm trại này cho đến khi nào mà cái con tắc kè hoa hoặc là con bọ kìm kìm vàng gì nó hên hên nó xuất hiện cho mình nha mọi người. Tới khi nào mà xuất hiện bọ hiếm thì thôi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi bắt nha mọi người ơi. Và siêu, mình đã có được kết quả rồi các bạn ơi. Mình đã thấy được tắc kè hoa rồi. Thấy là một chuyện nhưng mà là bắt được nó mới là một chuyện đó nha mọi người. Để mà bắt được con này các bạn đè vợt giùm mình nha. Và đi thật là chậm. Và mọi người lưu ý là mình có một cái mẹo đó là mình bắt hết tất cả côn trùng ở trong cuốn trại này luôn. Xong rồi mình quay lại chỗ này thì mình thấy được tắc kè hoa nè mọi người. Các bạn thử sử dụng cái mẹo của mình thử ha. Nếu bạn nào thành công thì nhớ để lại bình luận nha mọi người. Các bạn có để ý không? Hồi nãy là kho máu là 3 giờ đúng không? Thì bây giờ mình cũng là 3 giờ nè. Mình chưa đầy 10 phút luôn á. Thì mình đã thấy đó rồi. Và hy vọng là mình sẽ bắt được nha. Lúc đầu mình thấy đó thì nó đi dưới đất mọi người. Xong rồi nó nhảy lên cây. Ui mình hết hồn luôn mà. Rồi tới một chuyện rồi. Hồi hộp nha các bạn ơi. Mình đi rất là chậm luôn nha. Rồi dính nè, chạy đi đâu nữa. Tắc kè hoa 290mm nha mọi người. Ui rất tiếc cái là không có vương miện thôi. Nhưng mà bắt được con này là cũng quá là xịn rồi. Cũng là một trong những người hiếm gặp để mà bắt được tắc kè hoa nha. Mình biết có một số bạn đã bắt được con này rồi đúng không? Bạn đã bắt được con này rồi nhấn nút like nha. Chưa bắt được nhấn nút đăng ký cho mọi người. Và mình đã bắt được rồi. Nhã ví cho bạn nào chưa có tắc kè hoa nha, vô khu cắm trại vào 3 ngày nha mọi người ơi. Các bạn sẽ dễ gặp được tắc kè hoa. Và cuối clip này không dành cho người chưa có người yêu nha. Thì những bạn nào có người yêu thì chắc chắn là hôm nay các bạn sẽ nhận được hành động mới. Đó là hành động cổng nha mọi người ơi. Nhưng mà để mình hoàn thành nhiệm vụ xong đã, mình mới nhận được hành động này. Rồi, đây là một cái hành động đầu tiên trong kết hôn nha mọi người ơi. Hành động tiếp theo là cổng. Nhưng mà mình để lấy một phương tiện nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ cuối rồi. Mình đã hoàn thành được nhiệm vụ cuối rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ vào để mình nhận hành động nha. Lêu lêu những bạn nào đang FA chưa có người yêu cho nên là chưa có cái này đâu nha. Rồi, một nữa hành động mới rồi các bạn ơi. Và hành động này là hành động cổng nha. Nếu như bạn nào muốn lấy những hành động này thì có thể là kết hôn với ạc phụ của mình hoặc là kiếm người yêu nha. Mình thì mình kết hôn với ạc phụ của mình nè. Rồi ok. Rồi có hành động mới rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra mình thử hành động này cho mọi người xem ha. Gắn cái hành động này vào. Hành động cổng này cũng vui lắm mọi người. Mình thấy có người để cái hành động cổng này nè. Cổng cái bạn để bạn người yêu á. Mà bạn người yêu trời ơi, để cái hình người to á, hình người béo đó mọi người. Cổng mắc cười lắm luôn. Đây cổng nè, leo lên lưng. Ui dễ thương chứ mọi người. Rất là dễ thương luôn á. Trời tếu chứ nè. Trời ơi cổng chạy khắp Malaysia luôn á. Trời ơi dễ thương chứ nè. Nhưng mà tên của người yêu của mình á, sao nó bay trên trời vậy trời. Cái tên của người yêu nó bay trên trời luôn á nha mọi người. Mọi người để ý góc trên á. Ôi là trời dễ thương không mọi người ơi. Bạn nào muốn lấy hành động này nữa thì nhớ kết hôn nha. Hoặc là lấy ạc phụ của mình để làm nhiệm vụ đồ các kiểu nha. Tốn 200 kim cương thôi là các bạn có thể là làm hành động được rồi. Rồi mình để thử thay cái hình người khác coi thử là như thế nào nha. Rồi hình này thì đỡ mắc cười hơn nha mọi người ơi. Hình người hồi nãy nó nhỏ mắc cười lắm luôn á. Rồi bye bye mọi người. Và đừng quên kết xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Put up, 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 put up